Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn các anh em tham gia chương trình góp từ dự án EcoFi. Tham gia dự án các bạn sẽ nhận được 3.200 token của heo RT. Theo mình, những dự án thế này mình thấy nó không có, thường thường nó không có về người ta. Bạn này mình thấy những cái bạn trên nước ngoài quá giới thiệu quá nhiều nên mình làm cái video luôn bạn. Con này về không về thôi. Nhiệm vụ khá là đơn giản, các bạn join vào kênh channel, kênh group, follow the world và request spin bot rồi phan. Rồi để tham gia giang các bạn click phần link mô tả, mình mở Telegram ra để chat với bot nha các bạn. Đây thì mình làm về thì về để nói chung thì mình cũng chả mắc cái gì các bạn, vì đây là giang free nên mình mới làm thôi. Chứ mình làm những giang thế này thì thấy chắc lâu về lắm. Rồi anh em chờ mình chút nha tất cả anh em, chờ nó dẫn đến con bot Telegram của mình nha tất cả anh em. Thường thì những dáng này mình thấy từ cam thấy bà luôn mà sao mà chia sẻ quá nên mình làm. Trời ơi bạn, cái máy mình yếu lót á, khá là lâu rồi. Các bạn click phần link mua, các bạn muốn support rồi. À thấy giao diện cũng được à. Rồi đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn join tới kênh group nữa các bạn. Con này hiện tại trên group thì đang bán nghèo thôi các bạn ơi. Đâu thì quên nè. Rồi mới phanh nè. Rồi các bạn chờ lót. Rồi các bạn theo dõi thì quên nữa nè. Thà mình lướt xuống check thông tin các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên đây các bạn. Rồi gửi với chơi pinbot nó nè, phải chăng thầy word của nó không đi. Nãy mình tại vì mình không đi quyết, sợ nhiều kênh đó. Rồi các bạn test lại nha bạn. File lên CEL. Rồi các bạn nhấp vào đây nè các bạn, test làm cái bình luận nha bạn. Rồi các bạn chờ lót chút nha bạn. Đi vào cái username của dự án các bạn đi nè. NA Valency nè. Rồi các bạn gạch cái nghe bạn, email nghe bạn. ECO, tại vì nhiều dự án Valency lắm các bạn ơi. Rồi dự án này nè các bạn. Tại kiếm username của nó coi. Rồi các bạn phải đi tới username của nó các bạn, Valency gạch ECO nè, các bạn test lại nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên phần chờ lót chút, rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi ngày sale 20 không. Rồi các bạn bấm check nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp tra các bạn ơi. Giờ rồi các bạn gỡ nha bạn. Mình nhiệm vụ mình cũng đã làm rồi. Rồi các bạn bấm cho này rớt nha bạn. Rồi follow the world. Rồi mình có follow the world nè, follow gọi quá. Rồi các bạn bắt đắp lại nha bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái hình này thế coi. Sẽ không kêu gì ta. Follow the world and giờ này chắc nó kêu mình đi gỡ cái đường link tweet nãy quá các bạn. Các bạn trang cá nhân the world mình ra các bạn. Con này thông tin nó làm góp, người ta để chữ muốn làm gì ta để chữ đường link profile usu pinbot hay gì để chữ gì nên mình hơi khó các bạn. Rồi bạn nhắm vào một hồ sơ nè. Rồi tất cả này anh em, bài này nghe tên em, anh em bấm vào chia sẻ nè, anh em sao chép đến theo word nha bạn. Rồi anh em bắt đập ra đi.
tất cả anh em bắt dạ đất. Rồi anh em gửi cho nó chính xác không? Rồi chính xác. Rồi vậy mình thấy các bạn em gửi vào địa chỉ người xe 20 nha tất cả anh em. Mở anh tất cả anh em mở giấy chút wallet, máy xe wallet mi anh em copy địa chỉ với anh hát anh em và lót tờ cái máy hết hàm thiệt tình. Tất cả anh em sao chép địa chỉ anh hát nghe tất cả anh em mở được cho bot nha tất cả anh em. Rồi anh em bắt vào đây nè.